Nani? Omae wa mou shindeiru. Godman B25 88 phím với 4 cấp độ cảm ứng lực. Trang bị công nghệ Wayhammer Action. Mô tả chân thật cơ chế búa gõ vào dây đàn như trên piano cơ. Ủa? Mà khoan, có vụ này nữa hả? Có chứ bạn, bạn không tin sao? Các bạn cũng không tin sao? Vậy để tôi chứng minh nha. Và đây chính là hệ thống phím đàn trên B25. Sao nó lại mềm mại và tương tác tốt với ngón tay như vậy? Bởi vì B25 được thiết kế theo cơ chế búa gõ như trên đàn piano cơ. Khi nhấn phím, cảm biến trên từng phím đàn sẽ thu nhận tín hiệu theo lực tay mạnh nhẹ của các bạn, để biểu đạt chính xác nhất cảm xúc của người chơi trong thời gian thực. Cơ chế búa gõ, khi nhấn phím sẽ có một lực phản hồi từ chiếc búa kim loại trên từng phím, tạo ra độ nặng khi chơi. Với cơ chế này sẽ giúp bạn kiểm soát lực tốt hơn. Và mình nhận thấy là cho dù các bạn đánh phím một lực rất mạnh, nhưng phím đàn vẫn luôn ổn định và không phát ra tiếng lọc cọc. Vì dưới 88 phím đàn sẽ có hai đường vải đệm ngăn chặn tuyệt đối sự rung lắc. Và đó là toàn bộ thông tin về công nghệ phím đàn trên Godman B25. Hy vọng là qua video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thể chọn mua cho mình một cái đàn ưng ý nhất với chất lượng hoàn hảo nhất nhé. Để trải nghiệm em đàn Godman B25 siêu hot này, các bạn hãy đến ngay các hệ thống showroom Minh Phụ Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, hoặc 98 Bàn Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và để được tư vấn, hãy liên hệ qua số hotline 0919768606. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sắp tới nha.